Tại là khoảng hơn 9 giờ tối các bạn, mình đang có mặt trên đường Hải Thượng Lãn Ông ha. Đây các bạn thấy nè, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh nha. Ngay khúc gần chợ Kim Biên. Ở đây qua đây có một số mặt hàng của Halloween. Mình thấy mặt nạ. Cái mặt nạ này nhiêu tiền vậy chú? Cái nào? Là cái màu trắng này nè. Này hả? Dạ. 35.000. 35.000 hả? Chị mua. Cảm ơn chú nha. 35.000 đồng. Tử hái tử thần. Cái đèn này đẹp quá. Giáng sinh. Mình đi bộ chút xíu ha, tới chợ Kim Biên các bạn xem. Nói chứ nhà mà có cái sân bên ngoài, có cái hàng rào thì treo những cái này cũng rất là đẹp. Sáng quá trời. Hôm nay 29 tháng 10 thì có nghĩa là còn độ 1 tháng 24 25 ngày nữa tới Giáng sinh rồi. Wow, đẹp quá. Đấy. Làm sao nhỉ? Cây bông trạng nguyên á. Hôm nay cũng thiết kế giống vậy hay là khác nữa? Khác. Khác nữa hả? Cái dây ngôi sao này bao nhiêu tiền anh trai? Cái nào anh? Dạ. Ngôi sao vàng đó đó. 140.000 anh, 10 mét. 140.000 10 mét hả? À. Nhưng mà cái đèn này họ sử dụng được bao lâu anh? Cái đó là do người xài á. Nhưng mà nếu mà trong điều kiện tốt không bị mưa thì để được bao lâu? Xài lâu lắm. Xài lâu lắm hả? À. 100 nãy nói là bao nhiêu tiền hả? 140.000 10 mét. Wow, đẹp quá vậy. Sáng lấp lánh luôn. Này mua về được. Tính ra giá cũng mềm, 140.000 10 mét. Để suy nghĩ. Mua về lắp cho nó vui. Sáng lấp lánh luôn. Rồi, sắp tới Giáng sinh. Và từ chợ Kim Biên ha, chúng ta chạy tới đây 209 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5. Gần 9 giờ rưỡi các bạn. Ở đây nhiều sản phẩm hơn nè. Wow.
Cái đó nó bán nhiêu vậy anh trai? Nó màu cam á, 30.000 hả? Giá cũng mềm. Vui á. Đó, bên đây cũng đông quá. Đủ loại áo luôn. Hai đủ thật. Đây, vừa cái áo vừa có cái nón. Đợi chút xíu hỏi cái giá của cái áo và cái nón. Chị cái áo và cái nón này bao nhiêu tiền chị? Này hả? Dạ. 130 hả? Cái áo thì đòn nè. À. Này mua cho mấy đứa bé chơi được. Được á. À. Thôi coi cái đó đi. Năm nay hay năm mới à? À. Vui không? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, mùa Halloween. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Đẹp quá, định ma gia.